Chào tất cả các bác. Chào tất cả các bác đang xem clip của em. Em hôm nay em quay video giới thiệu về cây năm cánh trắng Hòa Bình. Gọi là cái cây năm cánh trắng HO Hiển Oanh Hòa Bình. Còn mấy cái tên như sông Bôi, phố cổ ấy các thứ thì em không biết là nó như nào, nhưng mà rất là nhiều người bảo là những cây này là giống nhau, cùng là một cây. Vì cây này nó rất là tai tiếng về cái vấn đề là nhầm cây và cây không nở hoa, cây không chuẩn. Thế nên là mọi người cần lưu ý khi mua cây này. Đây là cây nhà em đang nở. Cây nở tự nhiên rất là to và khá là đẹp. Em buộc cái dây treo lên bởi vì là khi mà em quay cái này ấy, thì để tự nhiên ấy, thì phải để nó rất cao. Còn như đây thì em đang ngồi em quay nó thì nó sẽ dễ hơn. Thì giữ cái dây đây thì nó sẽ hợp lý hơn. Đây là cái cây năm cánh trắng Hiển Oanh. Mời các bác cùng thưởng lãm. Và sau em vẫn quay về những cái chi tiết của những cái cây này. Những cái cây này nó có những cái chi tiết gì, thân lá ra làm sao. Vì thực ra thì cây này thân lá thì rất là nhiều người bị nhầm rồi, mua nhầm ấy. Bởi vì nó khó lâu nở mà. Nó cây này nó ngày trước ấy thì là người ta cứ bảo khó hoa, nhưng thực ra thì em nghĩ là không phải thế. Quan trọng là các bác nuôi thân to cứ tầm 1 mét để tự nhiên, nhiều nắng hoa hết. Nhà em vậy thôi. Một những cây, trong những cây bình thường ấy, nuôi bình thường ấy, thân lá có chích choác cái đâu. Không kích hoa kia cả, nuôi tự nhiên. Cây này vẫn ra hoa bình thường, không có cái gì cả. Thì còn cái việc là nó ra hoa được nhiều ít ấy, thì nó phụ thuộc vào mình chăm. Cây có nhiều nắng ít nắng thì đấy là phụ thuộc cây của các bác. Các bác chăm tốt, nhiều nắng thì cây nó nở hoa nhiều mà nó sẽ rất là đẹp, nở căng đẹp. Còn các bác nuôi ít nắng ấy, thì cây nó tốt, cây nó dài nhưng mà hoa nở nó không đạt hơn, không thể đạt bằng được. Bây giờ là 1 giờ trưa. Cây này thì em giới thiệu các bác, cây đang nở tự nhiên. Đây là cây năm cánh trắng Hiển Oanh nở vào dịp tháng 7, đầu tháng 7. Và đang nở tự nhiên ở nhà em. Thì khi các bác nuôi ở nhà các bác thì nở thì đương nhiên nó cũng sẽ có đôi phần xê dịch nhau. Có thể là tháng 6 nó nở rồi, có thể là tháng 7 mới nở. Cuối tháng 7 thì đấy là phụ thuộc vào, tùy vào là nhà mình, điều kiện nhà mình ấy. Với cả mình chăm như thế nào thôi. Mình chăm mà nó ít nắng, nhiều nắng thôi. Nhiều nắng thì cây nó khô, nó cắt nước sớm thì nó ra hoa sớm hơn chút. Với cả phân bón nữa, nó có nhiều cái tác động lắm. Cái vấn đề tác động của phân bón các thứ thì lúc nào em sẽ làm video riêng tác động để và nói chuyện về cái việc là cái cây nó nở hoa vào dịp như thế nào, ra làm sao. Thì đây em giới thiệu với cái cây năm cánh trắng để các bác cùng biết, và các bác đi mua cây là nhìn nhận những cái cây tương đối giống, có những cái nét giống thì các bác mua, các bác sưu tầm. Vì hoa nó rất là đẹp, rất đáng chơi. Trong dòng năm cánh trắng là một cái cây rất nổi tiếng và rất là đáng chơi. Đấy, các bác có thể thấy đây là hoa của nó, nở 4 bông rất đẹp. Đây thì em quay một chút sơ qua về cái vấn đề là thân lá của nó các bác nhá. Thân lá thì cái này thì chắc là cũng nhiều người gặp rồi ạ. Nó đơn giản thôi, không gì khó. Về thân lá của cái dòng năm cánh trắng này thì nó là thân lá xanh sạch. Các bác nhìn nhá, thân nó xanh sạch, thân nó xanh nét. Chứ không phải cứ xanh sạch là nửa năm cánh trắng, không phải thế các bác nhá. Thân xanh sạch, chân vẫn có hơi cước trắng này, xanh, ngấn xanh, ngấn là màu xanh, ngấn lên màu xanh này, ngấn màu xanh. Thân lá vùng Hòa Bình thì rất là to, thân lá rất là mập. Các bác nuôi độ đạt thì nó từ 0,5 đến có thể là chắc phải tầm độ 2 cm đấy. Có những cây em gặp rất là to, thế do mình nuôi mà. Nó nảy mầm vào dịp đầu năm thôi. Đây bây giờ có cây to nhất của em này, nó phải dài tầm 5-60 rồi, gần ngọn, bằng ngọn hoa rồi. Đây đấy. Thân nó như thế. Thân hơi có sọc, nhưng mà là sọc này nó là sọc bình thường nhá, sọc gân ấy, chứ không phải là màu sắc gì cả. Thân nó đều xanh lét như nhau. Thân lá rất to. Và lá ở đây thì lá của nó nhăn nhăn nhăn, không cong đều đâu. Đây. Ấy,
lá gợn sóng rất là buồn cười đúng không ạ? Đấy các bác nhìn này. Đây, đấy. Lên lá trên, lá nào nó cũng như vậy các bác nhá. Lá nào nó cũng cong 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 như này, lá nó hơi xấu. Về bộ lá của nó thì không được cong mịn và dày đẹp. Lá nó hơi xấu. Đây ngọn. Lá nó hơi xấu. Chứ nó không phải dạng lá mít. Nhưng các bác phải nuôi nhiều nắng thì cây này thì nó cũng là một cây rất là đẹp, thì thân thủ vùng Hòa Bình thì nó vẫn là cái cây thân thủ rất đẹp. Tôi thân lá ngắm rất là đẹp rồi. Không nói đến hoa. Dòng này lá của nó thì ở trong của nó hơi có sọc này. Các bác nhìn này. Sọc trắng. Gần thân ấy, đoạn gần thân ấy. Quay video này nhìn nó không được rõ lắm. Nhưng mà cả lá thì nó vẫn sọc bình thường như những cây phi điệp khác. Đây cái dáng lá của nó một mình nó một dáng lá này các bác ạ. Một mình nó một dáng lá. Một mình nó một dáng lá và không giống cái dáng lá nào cả. Đấy, các bác nhìn. Nó không giống với bất kỳ cái dáng lá cái nào. Nó không giống với cây năm trắng thôi. Thế còn thì nó mà giờ giống dáng lá của cái cây này thì nhiều lắm. Nhiều anh em bị lừa bởi vì là cái dáng lá cái này nó quá là đa dạng. Dáng lá này là dáng lá của cây hiểu anh ấy. Nó có rất nhiều cây. Thân lá giống hệt này, cũng xanh sạch, cũng lá gợn sóng như này. Đây, sóng nhấp nháp nhô này. Đây, các bác nhìn này. Đấy. Các bác nhìn đấy. Lá nhấp nháp nhô. Không giống nó rất giống cái cây hiểu anh ấy. Thế nên là rất là nhiều bác mà mua cái cây này bị sai. Bởi vì thân lá nó giống hệt nhau, ngày xưa thì cứ tưởng thân lá giống nhau, hoa giống nhau nhưng không phải thế. Bây giờ các bác muốn mua được cái cây năm trắng hiển oanh ấy thì các bác cứ mua cái cây nào nhà ai đã nở hoa. Có thể là nhà em. Đấy hoặc là nhà khác. Nhưng có nghĩa là cái cây nhà ai đã nở hoa rồi ấy, thì cái xác suất người ta trồng ra nhân kỳ ra thì nó nhầm rất là ít. Chứ nó không phải như là các bác đi buôn hoặc là các bác mới buôn thì làm sao mà có thể là biết được đúng không? Có thể là biết chút về thân lá thôi. Chứ mà nó chưa nở hoa thì buôn từ ông nọ sang tay sang ông kia thì làm sao mà biết được chắc chắn là nó có nở hoa chuẩn hay không. Đúng không ạ? Cây nào bác mua cây nào thì nó phải nở rồi thì các bác mua thì chắc chắn về là sẽ đúng. Không bị nhầm. Còn khi mà các bác mua mà những cái cây mà người ta mua đi bán lại quá nhiều tay đấy thì rất khó. Rất khó để xác nhận được rằng là cứ thân lá đúng thì là hoa đúng. Không phải thế. Cây hiển oanh này rất là nhiều bác dính bởi vì là mua cây thân lá giống hệt xanh sạch như này nhưng nở ra thì là hoa tím. Thế đến lúc mà khi mà bây giờ mà nó sai cây ấy, bây giờ đi bắt đền người ta thì biết đi truy cứu lại nó sẽ rất là lâu. Bây giờ bác bắt đền cái ông mua thôi nhưng cái ông mua đấy ông lại còn qua nó phải tầm 5-7 ông đi đòi, nó rất là rắc rối. Thế nên là em lời khuyên chân thành của em đó chính là các bác hãy mua của những nhà vườn hoặc những người đã từng nở hoa. Mua kỳ hay không hay thân cũng không quan trọng, cứ phải mua của người nở hoa rồi. Nhà người ta nở hoa, người ta quay video lại cho mình xem là cái chậu này của người ta nở hoa này, người ta cắt kỳ từ chậu này ra này, ok. Thì các bác mua như thế thì cái xác suất nhầm nó sẽ rất là ít. Cùng một người nhân ra mà sao làm sao mà có thể là nhầm được đúng không ạ? Xác suất nhầm nó rất là ít. Với cả nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Chứ các bác bây giờ đi mua mà cứ đi mua cái cây mà của ông buôn, mua ông nọ ông kia mà chẳng có chỉ hình hoa toàn đi mượn của người ta thì các bác mua làm gì? Các bác mua của mấy ông mà hình hoa toàn đi mượn thì các bác mua mấy ông ý thì làm sao mà có hoa chính chủ được? Không có hoa chính chủ thì mua thì nó rất là khó. Bởi vì người ta chưa nở, người ta chưa thể cảm nhận được cái cây này nó nở hoa như thế nào à? Tất cả chỉ là hình ảnh. Mà nhiều khi các bác chụp ấy, có bác thì vén nó ra này để cho cánh nó bay. Cánh nó bay đằng sau ấy. Vén nó đằng sau. Xong rồi chụp góc nghiêng này để cho nó cánh nó bay. Đấy. Vào buổi trời nắng chẳng hạn thế. Nói chung nó có nhiều chiêu trò để mình chụp ảnh để cho đẹp. Quan trọng là vẫn phải có video. Các bác ngắm video là các bác thấy nó thật nhất, cây nó đang bình thường như thế này quay video. Trước khi mà một cái cây mà các bác nắn cánh á. Các bác nắn cánh chẳng hạn thế. Các bác nắn cánh thì cánh nó giữ được một tí, các bác chụp phịch một phát là xong ngay. Thì là hoa nó giữ được hình ảnh cánh bay rất đẹp. Đấy, nhưng nói chung là cứ phải có video. Còn các bác nuôi nhiều nắng, nhiều phân, cây phát triển tốt thì cánh nó sẽ to và bầu, cái bay đẹp hơn. Còn đương nhiên là nó không thể bầu hơn nhiều. Ví dụ cái bản chất của nó chỉ là cái cánh, ví dụ cánh bầu tầm độ 1cm chẳng hạn thế, thì nó chỉ nhỉnh hơn 1.1 tí thôi. Thì làm sao mà có thể là đang một từ 1 mà nó sang tận 15 được.
từ 1 mà lên 1,5 là không có. Nó chỉ giữ ở cái form của nó thôi, nó có một cái định mức ấy. Nó không thể vượt quá nhiều và nó không giảm quá ít. Thì đấy em giới thiệu với cái cây năm cái trắng Hòa Bình, là cây năm cái trắng Hiểu Anh ấy. Thì các bác có thể xem và cảm nhận với cái bông hoa này xem mà giá trị như vậy là đã được chưa. Rất là đẹp đúng không ạ? Mời các bác cùng thử lãm. Hiện nay thì cái cây này thì thị trường rất là nhiều, nhưng người ta chủ yếu là người ta kích kỳ người ta bán thôi. Còn nở hoa tự nhiên như này rất ít. Đấy. Thế là các bác hãy thận trọng khi mua cây này. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Thì lần sau em sẽ giới thiệu thêm về cái nhiều cái cây 50 trắng khác. Bởi vì em chuyên hàng chỉ có hàng đẹp thôi, chứ còn hàng bình thường thì em lại có rất là ít. Em có nhưng có ít. Hàng hoa đẹp thì chơi sưu tầm thôi, ít thôi, nhưng mà nó mình nuôi nó chất lượng, hoa nó đẹp, mình sưu tầm những cây mình thích. Còn các bác kể cả không thích hàng đột biến vì nó giá nó cao cũng được, cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái bông hoa đẹp và mình cảm thấy là cái khả năng chi trả của mình xứng đáng để mình mua một cái cây đấy, thì nên mua một cái cây để chơi nuôi, để thường lãm bông hoa. Chứ còn thì một số cây thì nó rất là đắt, thì mọi người cũng không cần phải mua vội làm gì, cứ đợi người ta mua, người ta nhân ra nhiều vài năm nữa xong mình mua được, thì lúc ấy thì giá thành có thể nó sẽ ổn định hơn, vì nó là một cây nó có nhiều các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại các bác vào những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Cây này đang nở nhé, các bác nào có thể đến nhà em ngắm luôn được nhá. Trong ngày 1, ngày 2 liên hệ với em là ok, có cây vẫn còn ngắm luôn. Chứ còn ví dụ tầm 1 tuần rồi thì thôi. Các bác nhá, chào các bác.